Rồi tin cô dâu U70 bị chồng trẻ đánh đập, qua đời vì biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ nghiêm trọng, thật hư ra sao? Cặp đôi thu sao và hoa cương từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội vì cuộc hôn nhân trên lệch tuổi quá lớn của mình. Nhiều năm trước họ được biến đến nhờ câu chuyện cô dâu 62, chú rể 26. Cả hai đến với nhau trong sự ngờ vực của dư luận, thậm chí nhiều người ác ý còn buông lời cay nghiệt về ngoại hình của họ. Đó cũng là một trong những lý do khiến cô thu sao quyết định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để có vẻ ngoài cân xứng hơn với chồng. Bẵn một thời gian không còn thấy cô Thu Sao và anh Hoa Cương xuất hiện như trước, dân tình những tưởng họ đã quyết định cuộc sống yên bình. Thế nhưng vừa qua lại có tin đồn cô dâu U70 năm nào đột ngột qua đời vì những biến chứng nghiêm trọng sau cổ thuật thẩm mỹ. Trước thông tin thất thiệt này, vợ chồng Thu Sao Hoa Cương đã lên sóng giải thích với mọi người. Theo đó, chia sẻ trên kênh youtube của mình, người chồng sinh năm 1992 bức xúc cho biết thời gian qua vì bận rộn nên cả hai không thường lên mạng. Tuy nhiên cuộc sống của họ vẫn rất bình thường và yên ổn. Bên cạnh đó, chồng của Thu Sao còn cho biết cả hai không hề trạng nứt tình cảm. Đều đặn vẫn livestream hàng ngày bằng hai tài khoản cá nhân có tích xanh và fanpage để bán hàng. Anh Hoa Tương cầu xin cư dân mạng không đưa chuyện gia đình mình ra để câu kéo sự chú ý. Hiện tại vợ chồng Thu Sa Hoa Cương đang sống yên ổn tại Cao Bằng. Cả hai kinh doanh khá phát đạt, có kinh tế dư giả. Cư dân mạng sau những lời cay nghiệt cũng đã dần dần chấp nhận mối quan hệ lệch tuổi của họ.